Hesiaki. Hesiaki xong comida do Việt Nam ta Enguali do nosso comela do minha terra. Muito obrigado. Dạ. Dạ. Hesiaki xong Baisi fazia com tomate. Sim, senhor. Esse xong repolho. Repolho. Esse sopa do ananas. Ananas com carne de vaca. Eu te agradecer muito. De uma raça desse tipo, dessa cor que não despreza ninguém. Sim. Nós estamos mesmo aqui com nós, negrinhos, mas estão a comer conosco, yeah. Estão a trazer comida para nós. Mas que tipo de raça é essa? Que veio do Vietnã para nos ajudar assim. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình Sơn Thạch. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáp Vlogs cuộc sống ở châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình quay trở lại trang trại nhà anh Manuel nha các bạn. Thì là tất cả những người dân ở đấy cũng một số thanh niên cũng đang giúp anh ấy làm chuồng trại đấy các bạn, là cũng rau xung quanh này vì là chuồng dế sau này sẽ thả là bên này sẽ trồng ngô đấy các bạn, sẽ trồng toàn bộ ngô để trang trại của anh ấy luôn, là cho nên anh ấy đang con rau. Thì hôm nay là lên đây thì anh em mình là cùng nấu một món ăn là bồi bổ cho tất cả những cái người để giúp đấy anh Thạch ơi. Nói chung là cái thứ nhất là bồi bổ, cái thứ hai là cùng liên hoan anh Manuel có một chuyến đi về đây nhỉ. Đấy. Đấy, thì hôm nay là có những cái món ăn không có thịt bò đấy các bạn. Thịt bò nấu cánh dứa. Đấy, thịt bò nấu cánh dứa này. Dứa anh Thạch mua. Thì hôm kia là cũng lấy ở phía trên chỗ anh Hùng Cá là mua cái ít dòng dứa. Thì bây giờ là mình sẽ làm từ quả dứa này luôn để nấu cánh. Nấu cánh về thịt bò là để tí người dân được thưởng thức. Và cũng có nữa là bắp cải sao. Đấy, bắp cải sao và cá thốt cà chua. Đó là món ăn đậm chất Việt Nam, không có rau, cá, thịt, các kiểu anh này đầy đủ đúng không? Ba món. Gọi là một rồi tí nữa anh sẽ bay lên một mâm cơm tuyệt vời. Đó gọi là mâm cơm là đầy đủ nha bạn, cánh này, cá này, rau sao này. Đúng. Nó để cho mọi người là hiểu được là cái bắp cải này, hôm nay ở vì ở đấy cũng có dòng bắp cải mà. Cho nên là bắp cải thì mình sẽ sao về là cà chua với hành lá, hành như thế này đấy. Sau đây ở đây cũng có hành luôn, là mình sẽ tất cả những cái món ăn ở đấy là mình nấu là gồm có là tận dụng được ở từ trong vườn đó nha các bạn. Dứa là có thể trồng được lên này, và bắp cải này là trồng được rồi này. Còn thịt bò thì phải mua thôi, còn cá nữa là cá để sốt cà chua. Đấy. Hai từng này là cà chua này là để sốt cá, cà chua này là để nấu cánh. Nói chung là hôm nay là cho các anh chị đến giúp anh Manuel thưởng thức một bữa ăn đậm chất Việt Nam. Đúng, chính xác đấy. Đấy là còn có cơm canh, bên này là hôm nay giờ mình cũng đang nấu cơm bên này các bạn. Đấy. Cơm mình đang nấu một nồi như này. Còn em đã đi chào các bạn. Đã đi đang làm cá nha các bạn. Đấy, bây giờ chỗ nhà anh Manuel đây là không có giếng nước, cho nên là mình phải lấy từ ngưỡng ngoài bản khác vào đi đấy. Đấy, phải dùng cá nữa các bạn. Lấy nước sạch được không cái khoán đấy, nó phải lấy đưa vào đấy, chứ ở đây là nhà anh Manuel toàn dùng được suối đấy các bạn, không có được giếng khoán, cho nên là mình phải chở từ ngoài đấy vào. Và bây giờ là mình sẽ đi lên trên kia là xem mọi người làm việc ở trên này như thế nào đây. Đấy, chuồng dế thì ngày mai tối mới có đấy các bạn. Vì mấy hôm nay thuê xe không được, thuê xe chở xuống tốn đợt này anh không kia không thuê xe anh? Không phải là không thuê được, có điều là mấy hôm em đi thì cũng theo bần mấy cái bản bên kia à. Rồi theo bên kia thì trời mưa thì chưa có, thì cây cối thì khô cằn thì phải thúc giục bên đi, chạy bên đi, vừa chạy đi chạy lại mà hết thời gian này à, chứ không phải làm như này cả. Rồi bây giờ mình chạy lên kia để mà xem thế nào. Ngày mai là mình sẽ chở tốn xuống để cho anh ấy lợp chứ còn. Thì tất cả đang làm để mà làm nhánh gọn đấy để mà cho chuẩn bị triển khai trong đống trại ngô, gọi là đống trại đây của nhà nào thì trong nhà đấy thôi các bạn, chứ không trong tập thể được. Vì đất ở đấy là đất của nhiều người, có thể nhiều người đến thành phố đấy, họ không dùng nhưng họ để đấy. Đấy cho nên là mình không làm được như vậy. Cho nên là phải là của nhà nào là mình sẽ phát ngô cho nhà đấy, từ đất ở đâu là về trong đấy. Sau đấy là anh em mình sẽ chia nhau ra là đi khảo sát cùng người dân để mà trồng một số lượng lớn để cho chuẩn bị cái kéo dài cái mùa mưa này là sẽ phải thu hoạch được nhiều ngô nữa. Chặt cây ở đấy là để rau. Đấy. Cái này để rau nha các bạn, rau để sau đây trồng ngô, trong này trồng ngô rau chạy từ dọc xuống dưới kia luôn, là không để dê gà gì vào đấy hết. Đấy, anh ấy làm rất là quy mô. Đây này. Làm từ hôm kia đến giờ các bạn, anh ấy đi nhưng mà có mấy anh em ở nhà nó đến giúp đỡ đấy các bạn. Đây này, cây đã chặt từ đến rừng về rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ chỗ này sau khi rau xong thì tiến hành cày và sẽ là đánh tới đất ca và để trồng ngô hết. Đấy, đang làm cái này. Walale! Come here, Fisi! Tudo bem, né? É. Chefe, estamos a trabalhar este ainda está tipo um corredor dos animais. Quando entrar os cabritos para não entrar estragarem na horta, eles só vêm, o pastor então acompanha até que entra na casa deles. Ah, ok. Sim, sim, é para ele não saltar. Ah, sim, sim, sim. Depois fazer milho, depois sim, tudo para fazer milho. Sim, sim, sim. Một người là có đầu óc rất thông minh cho nên là tính toán cũng rất là kỹ lưỡng, nhưng mà này làm nhờ người là đến làm chặn hết đoạn này, là không cho dê đi vào đấy, sau đây có gà cỏ gì nữa là cũng không cho vào. Đấy. Está bom, bonito. Tá bonito, chefe. Tá bonito, chefe. Ah, esse amanhã eu vou trazer chapa. Obrigado, chefe. Obrigado. Chapa para meter lá em cima aí para coisa aí. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado, muito obrigado. Đấy, ngày mai là mình sẽ mua tốn lên để cho anh ấy sẽ lợp cái chuồng dê các bạn để mà làm cho sóng để mà. Esse cabrito foi? Os cabritos foram comer. Ah, foram com os pastores. Ok. Sim, sim, chefe. Sim. Tá trabalhando sozinho? Tá bem, chefe. Tá bem. Sim. Đấy, làm rất là ngăn nắp đấy các bạn, đấu vào đẩy luôn, gọn gàng, sạch đẹp. Đấy, ở phía ngoài nhìn nó rất đẹp các bạn, dọc hàng rào này rất là đẹp, rất là thẳng tắp luôn. Đây là cái lối vào các bạn, đây là cái lối vào đóng nhanh. Ở bên này là chuồng dê này, bên này là chỗ chuồng dê, bên này là cái chỗ hàng rào là đi là thẳng đâu kia là sẽ rào luôn, ở đâu kia là không để cho dê để đâu đấy. Đấy, hôm kia lấy là tất cả chỉ mới bắt đầu, hôm kia ở đấy là chỉ có một cái đường đi thẳng vào trong trang trại các bạn. Bây giờ này, đấy, từ đấy là chuồng dê này. Đây là hàng rào này, hàng rào cho đến đằng này nhé các bạn. Esse parador para đấy, bay đấy. Sim, sim. Ok. Sẽ para ir mesmo até que tocar lá no portão. Sẽ hôm sau vào đây mua đồ, mua rộng đi thoải mái, mua chanh, mua mía gì đó là đi vào ok vẫn rất là rộng. Đấy. Các bạn ơi, tiến hành rào thế này. Đấy là ngắn bên này là của chuồng dê nhé các bạn. Đấy thì sẽ để riêng trong dê. Dê sẽ đi theo cái một cái lối này là đi ra đi ăn ngoài kia. Còn ở đấy là sẽ là không cho dê vào này, từ đấy này đi xuống như kia kìa, từ đây đi xuống như kia tí đầu kia luôn là sẽ là trồng toàn bộ ngô đấy, rất là rộng rãi, sẽ tập trung vào lương thực và chăn nuôi. Đấy, nhìn từ ngoài cổng đi vào các bạn này, đấy chanh rất là xanh mượt, đây là chuối, đây là cũng là rất là rộng rãi. Đấy, bây giờ sẽ phải trồng ngô thôi, trồng ngô để mà dự trữ lương thực thôi. Bây giờ trồng rau củ quả thì một cái tạm thời trước mặt cho các bạn cũng không được kéo dài được, cho nên là phải trồng toàn bộ ngô để mà có sau này mùa nắng mùa khô giống như bây giờ đấy sẽ có ngô ăn, nhưng bây giờ là không có ngô để mà ăn đấy. Ngon anh ơi, trời ơi, nhìn này, đẳng cấp cho các bạn này. Ok các bạn, thì đấy là hôm nay là cái bữa cơm anh em mình nấu đây, gồm có này cá sốt cà chua này, đấy cánh dứa thịt bò này và rau bắp cải xào này, xào cà chua với hành lá các bạn. Đấy, nhìn một lần được miếng này. Nói chung là cái bữa ăn này là theo anh ạ là ngon rồi, bởi vì thế này theo anh, bởi vì là mình cũng phải ở trong nhà, đúng rồi, mà ở trời mình ở ngoài vườn á, mà lại là gió này, gió cả nắng cả gió, mà lại cái một phần ở trên ở đấy là cũng cái gia vị nó cũng kém hơn rồi, cho nên là bữa ăn này là cũng ngon rồi. Gia vị là mình đưa đi chứ ở đây làm gì có mua đâu. Quan trọng là đến kia các bạn xem mà có chi á, vì cô mẹ để lần sau anh em cố gắng hơn tí nữa. Như các bạn, một bữa ăn đầy đủ đậm chất Việt Nam luôn để cho dành những cái người đã đến giúp đỡ gia đình anh Manuel, cũng như sau này là sẽ chia ra cái số mà trồng trọt được ở đấy các bạn, thì để chia ra cho tất cả những người dân. Cho nên cái bữa ăn này là mình muốn bữa ăn giới thiệu cho tất cả mọi người biết đấy là một bữa ăn của đậm chất của người dân Việt Nam. Đấy là rau bắp cải xào này, đấy bắp cải xào thì những nguyên vị này thì nguyên liệu này thì để lần sau mà nếu có trồng được bắp cải đấy, trồng được dứa đấy thì họ sẽ biết được là bắp cải làm như thế là ngon hay không. Đấy, còn dứa thì sẽ nấu như thế nào, có thể xào lòng hoặc là nấu cánh. Thôi bây giờ thì anh em mình sẽ múc cơm ra, sau đó là kéo người dân đến ngồi ăn. Cha đi đi mày tê kì chứ? Dani mày tê là. Dani mày tê là. Đấy, phải múc vào trong dĩa để cho tí nữa thì chắc phải gặp tôi, còn cánh là mình không gặp đâu các bạn. Đấy, thì mình sẽ chia ra, tí nữa thì sẽ gặp cá vào đĩa cho người dân. Còn nữa là đâu đấy là rau đấy thì cũng cặp vào trong đĩa cho người dân, một cá và rau, còn cánh thì ai ăn thì sẽ là lấn sẽ múc vào đó các bạn. Đấy, bữa ăn nó rất ngon, nhìn đã đói bụng các bạn, nghe mùi dứa nấu cánh cực kỳ thơm luôn. Cái này lúc này nấu ấy đói là giờ đói lắm các bạn, ngửi cái mùi là cùng dư cùng nghe cùng nó mẹ bút mẹ ra thế bên này. Đấy, bây giờ cơm trắng này ăn với cá sốt cà chua này, dứa tươi như này đúng đẳng cấp các bạn. Bình thường của người dân ở đây không có một bữa ăn mà để đầy đủ như thế này đâu, không có đâu. Họ chỉ nấu một món duy nhất thôi, họ chỉ nấu là bột ngô đấy, bột ngô hoặc bột sắn đấy, họ nấu lên xong nhà nào có điều kiện đấy thì là có cá, có một con cá bé xíu bằng hai con tay đấy các bạn này đấy, nên làm một cùng làm được sốt cà chua. Chứ con nữa là không, chỉ có là cơm như thế này, xong rồi cơm thì thường hai bên này hay nấu với dâu, với hành đấy, dâu hành và muối các bạn đấy. Vậy là cà chua là trộn như thế là ăn thôi, không có như vậy đâu. Thịt bò về đấy là một là gọi là thịt thử xá xỉ đấy các bạn. Lúc này em nè, lúc anh làm cá ấy, lúc anh đang làm cá cái vợ ông Manuel á. Dạ. Ông này này chưa bao giờ thấy cá này. Bây giờ ông này bản xấu xá, vùng xá các bạn, cho nên là thì buồn cười hiếm. Đấy, anh em mình phải chia ra xong lúc đó để gọi người dân đến đó họ thưởng thức, chắc là ngạc nhiên lắm ấy. Ok các bạn, thì bây giờ là cũng có mặt cả tại hiệu trưởng này, bạn trưởng thôn, hai bạn trưởng thôn. Director số ba ta bon đấy. Ta quy đấy. Đây bây giờ là mình sẽ chia ra cho các bạn. Đấy, gặp ba cho mọi người một con cá ở đây ở đến rìa đấy. Dạ ta kỳ chứ. SCDVD. Ông đã cho kỳ. Próximo. Tí đây là bao. Tí đây là bao. Đấy mình sẽ gặp ra đây. Ô, sụp bé đâu. Đấy. Gặp ra đầy đủ nhé và các bạn, cá này đây là rau. Đấy. Mọi người một con cá sốt cà chua rất là ngon lành. Như thế này đẳng cấp luôn. Một ít rau nha các bạn. Đấy, một ít rau xào. Thì mọi người bên này cũng người thì dùng được đũa, người không dùng được đũa đấy các bạn. Esiaki. Esiaki xong comida do Vietnamita. Igual do nosso come lá do minha terra. Muito obrigado. Dạ. Dạ. Esiaki xong basi fazer com tomate. Esse xong repolho. Esse sopa do ananas. Ananas con carne de vaca. Entao, quando faz esse ananas con carne de vaca com tomate, mete água, vai sopa muito bem. Yeah. Esse repolho, quando você corta assim, né? Sim. Depois mete óleo com alho, ferver ainda, a ferver queimar. Depois mete pouco de tomate, mete aí. Depois mete esse repolho, entra, gira, mete sal para depois comer muito bem. Peso ainda, já? Você come? Você só cabeça só. Tira só. À, cho vào, tira só. Ajuda uma base uma cái ấy. Đấy, rất là ngon đấy các bạn, nhìn đẳng cấp luôn. Petesia cái ta mấy? Đấy, dễ. Cánh giữa thịt bò đối với người ăn ở bên này là quá đẳng cấp nha các bạn. Để mà nói có mua thịt bò về ăn thì không có đâu. Ra kì á. Cảm ơn. Bên kia sẽ chơi anh Thạch làm như đủ đó đúng không? Đấy. Thì người ngồi trên, người ngồi dưới các thầy thì các bác thì cũng không ngồi được như mình đâu các bạn, không ngồi được hai cái chân này chập lại như này đâu. Bây giờ được cả được cà chua này, một cà chua này lên này, đẳng cấp luôn, quá ngon luôn. Ăn như thế này sau này muốn ăn tiếp thì nhau phải các bạn. Thì về đấy. Đấy, cánh thì cũng con rất nhiều. Đấy. Bữa ăn đầy đủ nhất của người dân đấy các bạn. Giá ta kỹ nhá. Ok. Ui giời. Bao, sống bà tâm anh cũng mê bao đấy. Bao. Aquí no hay bao, aquí arroz. Bao. Rồi. Nhìn là mình là đói lắm đấy bạn, mục như thế này nhưng con cháy con rung mù ấy. Cha ta kỹ á. DVD la đua atrás. La đua atrás. Ok các bạn, thì bây giờ cũng đã xong xuôi cả rồi, chia phần cho mọi người cũng đã xong xuôi, đang còn rất là nhiều ở dừa nhé các bạn, bát cánh cá đang còn rất là nhiều ở dừa. Cơm thì cũng đang còn rất là nhiều, thì ai ăn hết thì sẽ lại tiếp. Dạ, tao muốn đi comment nha. Mời các bạn ăn. Thôi bây giờ ăn nha các bạn. Bắt gì thì á. Cá này. Xin obrigado. Come xong bắt đầu vậy nhá. Đấy để cho mọi người đó thử thưởng thức xem cái món cá hoặc là bắp cải không. Hả? Cuya beng. Quando quero comer chama figo vem cozinha nhá. Sao comida é boa? É boa, né? Cuidado, né? Bánh quý á. Một bữa ăn rồi mọi người ăn bên đây như thế này là rất là hiếm nha các bạn. Đấy, cho nên là mình hôm nay với anh Thạch là sẽ nấu cho mọi người thử thưởng thức những cái món nấu theo phong cách của Việt Nam nha các bạn. Đầy đủ, có cánh, có rau, có cá, có thịt. Ô Manuel, você ainda não come assim? Primeiro. Sim, não. Agora primeiro. Agora comida tá bom. Eu estava corjando uma dia que uma primeira verdade da presença compartilha a refeição de hoje. Sim. Já cuidado como tem cuidado sempre. Todas as ofertas que tem dado sempre nos cuida bem. Vai bem, sem problema. Nos ofereceu uma comida boa. Liga? Nos ofereceu uma comida doce. Sim. Não mete tomate. Yeah. Yeah. Aqui quando eu frito, depois eu meto tomate. Gì á? Em mà muốn tô cá rồi. Hả? Cô vì anh chị phải em, cô bị bệnh đấy. Hả? Cô bị bệnh đấy. Ăn nó nát tao bệnh đấy. Đấy, cá ăn còn rất là nhiều các bạn, thức ăn ở dưới đấy còn rất là nhiều. Xin, xin. Không có cái thia nào đấy. Hãy lên tìm một sopa. Dạ. Ở đây, đi đây. Đấy. Đấy, ăn cánh đi, chán cánh vào nha các bạn. Đấy. Đấy, ăn cánh là bỏ cánh vào ăn. Đấy. Ananas. Con tomate, bom, comida. Chúng tôi ấy mọi người tầm giặt nó khén người ấy mà. Đi á. Bánh Manuel đang chia cho mọi người các bạn. Đấy, đang chia cánh cho mọi người. Đấy, đang chia cánh bên này. Đấy. Eu também quero ter a vaca. Vaca também. Tá bom. Já. Quero comer mais fruta. Como é que é? Da carne, muito repolho, não? Repolho, tudo coisa. Peixe. Đấy, cá, ăn cá đây, gặp anh nha em. Cá ăn còn nhiều lắm. Dạ, ok. Xin, xin. Come bên. Đi tổ, come bên đấy. Bánh phi xin đấy. Thank, thank. Ta làm, ta làm. Bố phải cá cốt đi nhuận xin. Bánh cốt đi nhuận đấy. Một bữa ăn mà để nói đầy đủ như thế này đối với người dân ở nơi Bản Lan đấy các bạn là rất là khó đấy các bạn. Chắc là không bao giờ có đâu. Khó mà nó không bao giờ có. Không bao giờ có luôn đấy. Đến bữa ăn này đầy đủ rau xào này, cá sụp cá chúa này, thịt bò nấu canh dừa này, rồi là rất là đầy đủ rồi. Đấy. Ở trong bản này mình làm kiểu như thế này thì có cái đám cưới. Có, đám cưới cũng đầy đủ như thế này đâu. Đám cưới bên này thì dùng nhà nào có điều kiện thì dùng làm ít thịt, mua thịt ngoài, ít thịt về nấu nồi thời gian bánh mì thôi chứ. Đấy, còn thừa rất là nhiều gì đấy mà. Một số con nhỏ của anh Manuel lên tại đang đi chơi. Chứ bây giờ mình cũng đã để đống xóm cả rồi. Cũng còn rất là nhiều. Daqui, 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 DVD anh. Đây, đây, tất cả đồ này ở DVD. Đó. Mọi người chia nhau ăn cho hãy đứa coi rất nhiều đấy mà. Daqui, xong. Đi bố Batila Maria rồi là gì chứ? Các con đóng xó nó ở đóng xó nó còn rất nhiều quá. Cớm nha các bạn. Nha, mấy cái DVD bạn làm comment. Nha, Daqui, mô liều. DVD basic. DVD. Ok các bạn, thì bây giờ là tất cả mọi người đều đã ăn uống xong rồi, hết sạch luôn. Đấy, giữa trưa làm việc, giữa trưa nghỉ trưa ăn uống nó này một người là hái dĩa đấy, còn người cơm bắp cải sao cả hột cà chua giữa nấu canh. Ôi giờ có một số bà con đây to. Tá com o não? Muito obrigado, muito obrigado. Não só agradecimento por essa refeição que nos foi dada. Yeah. E tem cuidado conforme já tem preparado as alimentações. Piora um pouco, parece. Hoje o Figo piorou a situação. Não sei se passou aonde. Um grande hotel, né? É mesmo assim? É. Manuel, como assim? Até para mim foi... A primeira vez para mim, nunca já vi esta comida dentro aqui da minha fazenda. Para isso aí para mim, digo de que foi uma boa empresa para nós. Agradecemos para o chefe Tony para organizar isso aí. Façam tantas vezes. Ok. Prendam esta população que damos a ajudar com os trabalhos para terem mais a vontade de trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bom, Cuiá, né? Tá, Cuiá. É de agradecer muito. É de agradecer muito. Que é uma raça desse tipo, dessa cor que não despreza ninguém. Sim. Nós estamos mesmo aqui com nossos negrinhos, mas estão a comer conosco, yeah. Estão a trazer comida para nós. Mas que tipo de raça é essa? Que veio do Vietnã para nos ajudar assim. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Do seu. Tudo igual ý, chung cùng. Ok các bạn, thì video của mình hôm nay là lên nấu cho tất cả mọi người ở đấy là mình cùng anh Thạch là nấu cho mọi người đấy là thưởng thức cái món ăn theo phong cách của Việt Nam. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáp Vlogs cuộc sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ và lang biên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn.